xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Trường Dạy Ngành Anh Xuân nhé. Trong video ngày hôm nay thì Trường Dạy Ngành Anh Xuân sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những cái hình ảnh trực tiếp tại các lớp học mà Trường Dạy Ngành Anh Xuân đang đào tạo các bạn yêu thích học nghề, muốn có cho mình một cái nghề nghiệp ổn định để mà thay đổi cuộc sống, an cư lạc nghiệp, đúng không ạ? Chăm sóc cho bản thân cũng như là gia đình. Đấy, thì sau video này thì Trường Dạy Ngành Anh Xuân cũng sẽ chia sẻ tới tất cả các bạn rất nhiều những cái hình ảnh tại các lớp học khác nữa. Còn hôm nay thì mình muốn chia sẻ các bạn một vài cái hình ảnh tại lớp sửa chữa xe máy của thầy Định. Đấy, thì trước mặt các bạn có thể nhìn thấy rằng là đây là thầy Định này, và đây là các bạn học viên này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn review qua một chút về cái không gian lớp học nhé. Đấy, thì các bạn có thể thấy rằng là ở đây có các bạn học viên. Đấy, học viên đang được chia nhóm này. Đấy, với mỗi nhóm thì sẽ được thực hành những cái phần khác nhau. Đấy, những ai mà đã thực hành được cái phần này rồi. Đấy, ví dụ như là ở đây các bạn có thể thấy rằng là các bạn đang thực hành bổ máy này, đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ được học lý thuyết, sau đó các bạn sẽ học bổ máy, sẽ được thực hành bổ máy. Bổ máy xong, bạn nào mà vượt qua thì sẽ được học những cái phần khác. Đó, thì cứ như vậy thôi. Thì ai có vấn đề gì thì thầy sẽ chỉ tận tay. Đó, đấy, các bạn có thể nhìn thấy rằng là thầy rất là này, quay cho các bạn luôn này. Đấy, ok, thì ở đây mình đang thấy có một cái con vỏ này nha, con vỏ xe Dream này. Đấy, không biết là tháo ra để sửa hay là tháo ra để bán này vứt đi nữa. Ok, ở đây thì có hai bạn học viên, không biết các bạn thì có biết cái việc này không? Tí nữa mình sẽ hỏi thầy Định nhé các bạn. Còn trước mắt đây thì chúng ta có thể thấy rằng là có các bạn này đang xử lý con xe này, mình đang không biết là các bạn này xử lý cái gì đây. Thì mình sẽ hỏi bất kỳ một bạn nhé. Đấy. Hello người anh em. Đấy. Đấy, hello người anh em nhá. Bây giờ bạn nói sẽ không nghe thấy đâu bởi vì có một mic thôi. Bây giờ mình sẽ hỏi xong mình sẽ đưa mic cho bạn đấy nhá. Anh em đang làm con xe này làm cái gì đấy? Bọn em đang làm bên phanh dầu. Phanh dầu, phanh đĩa cho xe. Thế con xe này là của khách mang vào hay là của xe của anh em trong lớp hay là xe của ai? Dạ, con xe này là của xe của lớp anh ạ. Xe lớp. Trong lớp à? Để thực tập đấy. Đây là một con xe trong lớp sẽ được thực tập. Thế con này đời nó cũ không hay nó mới? Ủa, đời cũ lắm rồi anh ạ. Thế nếu bây giờ mà mình chỉ có thực tập trên những con cũ này thì những con mới mình có làm được không? Những con mới bọn em chưa được va vấp đâu chị ạ. Ở trong lớp mình chỉ làm được con cũ rồi thôi. Còn con mới thì bọn em không biết. Mới chưa biết không? Thế thì tiếp phải hỏi thầy Định xem là nếu như các bạn ấy gặp con mới thì các bạn sẽ xử lý như nào nhá. Ok rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ hỏi thầy xem nhá. Alo. Dự án con này á? Con này thì đấy, thì ở trường vừa mới nhận một cái xe của các em học sinh. Gốc của người ta là Jim Việt Nam. Người ta đã làm lên một lần rồi nhưng chưa đạt tiêu chuẩn. Đợt này là thầy trò bỏ ra làm lại, làm sao cái xe mới như nào thì cố gắng cái xe này cũng phải được khoảng 99% như một cái xe mới. Thế là buổi sáng các em đang dỡ ra rồi, chiều mới mang đi sơn. Đây, nó mọi thứ người ta đã làm một lần rồi nhưng nó xấu quá, nó không được đẹp. Người ta làm cho nó dại lắm, nó không được khôn. Nên cho các em học sinh nó làm hết một lượt từ đầu đến cuối cho nó đẹp đẽ ngoan nghẻ lên như một cái xe đập hộp luôn. Đây, đồ đạc đang phân loại ra đây rồi để cho các em nó dần dần nó làm lên thì nó sẽ đẹp. Hôm nào làm xong thì mình sẽ lắp ghép vào rồi cho các bạn xem. Ok. Vâng, đấy.
Chú ơi, nếu mà mình mà làm thì dự kiến là con này khoảng bao nhiêu hôm thì mình sẽ làm xong được con này? Làm thì bây giờ là đang đàm phán ở phía bên Sơn, chỉ có lâu nhất ở phía bên Sơn thôi. Sơn làm sao cố gắng trong vòng khoảng 4-5 hôm là phải xong hết phần Sơn. Xong phần Sơn rồi thì phần gom đồ và phần lắp ráp lên thì nó rất là nhanh. Lâu nhất là phần Sơn của mình thôi. Sơn vào làm mộc, nhưng may được cái xe này là mộc nó cũng tạm thời được rồi. Hơi kém một chút thôi, nhưng mà sơn lại nữa thì chờ công sơn nó hơi lâu một tí. Cứ phải 5 hôm, thời tiết này phải 5 hôm nếu ổn định được thì nó mới già sơn, nó già sơn thì cho mình lắp vào nó mới chắc được tay. Vâng, đây là một cái vài cái chia sẻ, một cái gọi là dự án đấy, một dự án rất là thực tế và liên tục của thầy Định và học viên trong lớp sửa chữa xe máy. Đấy, ngoài những cái xe mà các bạn vừa xem là xe của nhà trường chuẩn bị để cho các bạn thực tập ấy, để thực hành ấy, thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái xe mà như thầy nói đây, như con Jim này. Đấy, thì vừa nãy thưa thầy là vừa nãy em có hỏi các bạn học viên ở cái nhóm này. Đấy, thì em hỏi là con xe này là con xe cũ hay mới, thì các bạn bảo là xe cũ, là xe của trường để chuẩn bị thực hành cho các bạn học viên. Thì em hỏi là thế bây giờ xe này rất là cũ thế thì mình sửa được rồi, thì nếu bây giờ mà gặp con xe mới thì mình có sửa không? Thì các bạn ấy bảo là do là chưa va vấp cho nên là chưa biết có sửa được không. Đấy thì bây giờ cháu sẽ em sẽ hỏi Thế Định để Thế Định chia sẻ cho các bạn đang xem video này nhá, là với các bạn đang thực tập những cái xe cũ này thì tại sao các bạn là cứ yên tâm là thực tập xe cũ này đi, rồi khi xe mới như bây giờ thì nó sẽ như nào thì Thế Định sẽ chia sẻ cho các bạn nhá. Alo, các bạn thì là cứ làm cái xe cũ để cho nó quen tay quen chân đi đã, xong đến lúc bạn làm một cái xe mới thì nó dễ hơn nhiều, nó đơn giản hơn nhiều lần luôn. Vì các bạn chưa quen tay quen chân nên sợ nó xước sát sơn si rồi người ta nó bắt buộc phải cho các bạn làm xe cũ trước, xong lúc đấy mới đưa các bạn vào làm xe mới. Chứ phải một lúc một cái vào mới ngay, nhỡ nó xước sát sơ sẩy cái gì nó phí đi mà nó hỏng tay. Vâng, đấy cháu em cảm ơn thầy Định. Thì các bạn thông cảm một chút là mình với thầy là cùng trong nhà trường, cho nên là nhiều khi mình hay gọi thầy là chú. Đấy, cho nên là khi mình lên quay video thì có thể lúc mình gọi là chú, lúc gọi là thầy. Đấy, thì các bạn cũng không bỏ qua nhá. Đấy, thì các bạn có thể thấy rằng là qua chia sẻ của thầy Định ấy, thì là khi mà các bạn học nghề ấy, thì cái quan trọng là các bạn đang học nghề đúng không ạ? Thì tay nghề các bạn chưa quen, các bạn chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều những khó khăn trong việc là mình chỉnh sửa xe đúng không ạ? Vậy thì trước khi mà các bạn nghĩ đến việc là các bạn sẽ sửa những xe đời mới thì các bạn phải rất là thành thạo trong cái việc là sửa chữa những xe cũ đúng không ạ? Khi các bạn đã ví dụ giống các bạn học viên ở đây làm những cái máy đúng không, những cái máy như này các bạn đi quá là thành thạo rồi, các bạn luyện đi luyện lại rồi, các bạn thực hành lại rồi, thì khi mà đã trở thành kỹ năng rồi ấy, thì các bạn gặp những cái xe mới rất là dễ làm. Bởi vì ở đây như các bạn thấy rằng là trong lớp sửa chữa đây cũng có một con SH nhé, con này cũng khá là mới đấy các bạn. Đấy, để đây đấy, để khi các bạn mà tay nghề các bạn đã ok ấy, để các bạn có thể là sửa nó luôn. Đó, còn rất nhiều các cái xe khác mà đang xếp ở ngoài là đợi các bạn khi các bạn tay nghề các bạn ok ngon lành thì các bạn thì sẽ xử lý được các bạn. Đấy, thì đây là những cái hình ảnh tại các cái tại lớp sửa chữa xe máy của Thế Định nha các bạn. Đấy thì cái bây giờ mình đang thấy các bạn đi thực hành cái động cơ này đúng không? Bây giờ mình sẽ hỏi luôn cái bạn gần mình nhất là xem bạn ấy là bạn ấy đã thực hành cái này mất bao nhiêu hôm rồi nhá. Ok các bạn. Rồi chào bạn nhé. Em chia sẻ cho các bạn đang xem video là em thực hành cái máy này bao nhiêu hôm rồi? Thưa các bạn, máy này tôi đã thực hành hơn chục hôm rồi. Ok, chục hôm. Thì em dự kiến là khoảng bao nhiêu hôm nữa thì mình sẽ qua được cái bài này? Hơn một tuần nữa là qua được. Tuần nữa các bạn, ok. Đấy, thì các bạn thấy rằng là kể cả bây giờ các bạn ấy mất một tuần hay các bạn ấy mất hai tuần đúng không ạ? Chẳng sao cả, miễn là các bạn ấy thành thạo cái bước này đúng không ạ? Là các bạn sẽ chuyển sang một cái bước khác. Đấy. Còn đâu cụ thể các bạn muốn rằng là biết rằng là khi học sửa xe máy các bạn phải học những cái gì ấy, thì các bạn cứ để lại cái bình luận ở phía dưới video này, hoặc các bạn hãy liên hệ tới hotline là 0961 677 446 hoặc 0971 868 577.
đấy, để các bạn để hỏi thông tin chi tiết về khóa học sửa chữa xe máy tại nhà trường cũng như là học phí đấy, rồi tất cả những vấn đề liên quan, ví dụ như là học mất bao lâu hay là mức lương mà các bạn sửa chữa xe máy ra trường làm là bao nhiêu. Đấy, rất nhiều mọi cái vấn đề các bạn cứ hãy mạnh dạn liên hệ. Đấy, ngoài ra rằng là có rất nhiều bạn sợ rằng là việc học sửa chữa xe máy này nó có khó hay không ấy, thì các bạn yên tâm rằng là nhà trường có cái chương trình rất là hay dành cho các bạn, đó chính là các bạn sẽ được học thử miễn phí. Đấy, học thử miễn phí là không tính tiền đúng không ạ? Các bạn đến đây các bạn học giống các bạn như các bạn học viên của nhà trường này. Đấy, được thầy giáo chỉ tận tay để các bạn xem rằng là mình có thích cái ngành nghề này không, mình có phù hợp với ngành nghề này không. Đấy, trước khi các bạn quyết định là các bạn bỏ tiền ra để học. Đấy, rất là ok nha các bạn. Đấy. Còn tại sao các bạn nhìn các bạn thấy rằng là đúng không? Có một vài bạn xem video các bạn bảo là sao tường đen thế rồi thì sàn nhà đen thế, thì thưa các bạn là mình là nghề sửa chữa mà các bạn dầu máy thì đâu cũng phải dầu máy thôi, tay chân bẩn là bình thường, nữa là cái sàn đúng không ạ? Cái sàn này ấy, càng đen càng bẩn thì chứng tỏ một điều là nhà trường rất nhiều năm kinh nghiệm rồi, có rất nhiều các bạn học viên đã thành nghề ở cái lớp này rồi. Cho nên là cái việc mà các bạn nhìn thấy rằng là nó đen đen bẩn bẩn này nó là bình thường đúng không ạ? Cái quan trọng là các bạn có rất nhiều đồ nghề để các bạn thực hành. Đấy, đây các bạn nhìn xem này, một dàn máy đấy vẫn còn ở trên giá để đợi các bạn. Đấy, các bạn yên tâm là các bạn học các bạn sẽ không sợ thiếu đồ nghề nha các bạn. Đó, ok nhá. Thì video này cũng rất là dài rồi, thì đây chỉ là một trong rất nhiều những cái nội dung mà mình sẽ chia sẻ tới các bạn quan tâm học nghề, mà cụ thể hơn là quan tâm đến trường dạy nghề Thanh Xuân tại số 83 Phố Trường Phúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đấy, để biết thêm. Đã, ngoài những cái video của bạn Ngọc hay chia sẻ lên trên kênh thì mình trừ nhà trường cũng sẽ có thêm nhiều các video khác dạng như thế này để cho các bạn thấy rằng là đây một cái không gian. Thì đây chỉ là một cái lớp học có thể định thôi nhé các bạn. Lớp xe máy còn trên tầng nữa. Ok, mình cũng sẽ lên chia sẻ luôn cho các bạn lớp trên thầy Hưng ở trên nhé. Ok. Đấy, đây nha các bạn ơi, đây là lớp của thầy Định nhá, ở dưới tầng 1 nhá. Bây giờ mình sẽ đi lên tầng 2 này. Đó, trên tầng 2 này thì đi lên cầu thang thôi. Đó, trên cái dãy nhà này thì trường có 3 tầng. Đấy, tầng 1 là xe máy, tầng 2 này cũng là xe máy và lớp điện tử cơ bản, trên tầng 3 là lớp điện lạnh. Đó, đây các bạn thấy rằng là trên này đang học xe ga nhá. Đấy, anh em đang học này. Đấy. Thầy Hưng. Đấy, em chào thầy. Các anh em học viên trong lớp nhá. Đấy thì các bạn ơi, ở trên tầng 2 này chính là đây đệ em 10 mấy tuổi, Liêm 10 mấy tuổi rồi nhỉ? 17 à? Đấy. Học năm ngoái nhỉ? Năm ngoái 16 tuổi đấy, học đấy, giờ đang rất chăm chỉ học để đang ghi chép lý thuyết. Đấy, ở đây trên đây thì có các bạn thấy rằng là rất nhiều mô hình là các cái xe ga nhá các bạn. Thì ở dưới kia là các bạn sẽ được tu luyện món xe số, trên này các bạn sẽ tu luyện món xe ga. Đấy, anh em ở đây thì nhiều bạn trẻ đó. Đấy, sách vở đầy trên mặt bàn. Chưa? Ở đây thì các bạn cũng giống kia thôi, học mình sẽ chia theo ca, chia theo nhóm, nhầm. Các bạn sẽ chia nhóm nhé. Đấy, có những anh em đang sửa con xe kia, thì có những anh em sẽ sửa thực hành trên xe này, đúng không ạ? Còn có những anh em lại sửa trên xe kia này. Đó, còn bàn ghế thì đây các bạn này. Đấy, khi nào mình cần học lý thuyết mình lại bê ra mình học. Lúc nào thì mình muốn học lý thuyết thực hành thì mình lại xếp bàn vào. Đấy, ở đây cũng có một thanh niên ít tuổi này. Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 15 à? Vâng. Em 15. 15. Đó các bạn thấy không? 15 tuổi. Có rất là chăm học luôn đấy. Đấy. Đấy thì bạn nào mà ở cái độ tuổi 14, 15 hay là nhiều hơn mà các bạn muốn học nghề, các bạn cũng đừng ngại nhá. Tại vì ở cái môi trường học nghề ấy thì ít nhiều tuổi thì cũng là chỉ là con số tương đối thôi. Quan trọng là các bạn yêu thích học nghề, các bạn muốn học nghề. Ok, rồi thì mình quay qua một chút cho các bạn ở cái lớp trên lớp Thế Hưng nhá. Lớp này lớp... Đấy các bạn thấy lý thuyết chưa? Đấy. Thì đó chính là cái mà mình muốn chia sẻ các bạn hình ảnh về lớp sửa chữa xe máy ngày hôm nay. Đấy, thì còn mấy ngày hôm sau thì ở dưới lớp thì định xử lý con xe Dream kia thì mình sẽ lại quay cho các bạn tiếp nhé. Ok, rồi xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu các bạn mà mong muốn theo dõi thêm nhiều các video khác tại trường dạy nghề Thanh Xuân thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để và nhấn chuông thông báo để nhận được những cái thông tin mới nhất
về video nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại số 83 phố Trung Quốc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hotline là 0961677446 và 0971868577. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.